Huấn luyện viên Xavi Hernandez đã ca ngợi sự dũng cảm của tiền đạo 17 tuổi Magyu. Magyu được tung vào sân ở phút 79 và ghi bàn duy nhất của trận đấu chỉ 33 giây sau đó, khi anh thực hiện pha tăng tốc sau đường tỉa bóng của Joao Felix và bình tĩnh đánh bại thủ thành đội khách trong thế đối mặt. Mark là một cầu trai trẻ đến từ học viện và cậu ấy đã tạo ra sự khác biệt, huấn luyện viên Xavi nói trong cuộc họp báo sau trận. Tôi mừng cho cậu ấy và với ba điểm thực sự quan trọng. Tôi đã nghĩ đến Mark vào khoảnh khắc đó bởi vì cậu ấy là một cầu thủ ghi bàn và cá nhân tôi thích Mark. Tôi không có vấn đề gì khi nhìn vào những gì chúng tôi có trong nhà. Hoàn toàn ngược lại, tôi muốn truyền cho họ sự tự tin như những gì tôi từng được trao vào năm 17, 18 tuổi. Magyu là cầu thủ trẻ mới nhất xuất hiện từ lò đào tạo chứ danh La Masia và tạo được ảnh hưởng ở đội 1. Lamine Yamal, 16 tuổi, và Ferman Lopez, 20, đã bứt phá ở mùa giải này, ghi những bàn thắng quan trọng trong các cuộc lội ngược dòng trước Mallorca và Granada mùa này. Trước đó có Gavi, 19, Pedro và Alejandro Mo, đều 20, đã được giới thiệu và hiện trở thành cầu thủ thường xuyên ở đội 1 Barca. Huấn luyện viên Xavi nói thêm về các cầu thủ trẻ của Barca, điều làm tôi ngạc nhiên ở thế hệ này là họ không hề sợ hãi. Có lẽ mọi chuyện đã khác ở thời của tôi. Họ nhìn tôi với khuôn mặt như muốn nói, hãy cho tôi vào sân, tôi sẽ cho bạn thấy rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Khi tôi trao cho họ cơ hội, tất cả thật sự sẵn sàng. Các chàng trai trẻ đã thể hiện cá tính và lòng dũng cảm. Tôi đã nhìn thấy điều đó ở Gavi, Mo, Lamine, Ferman. Và tôi nhìn thấy điều đó ở Mark. Không có sự sợ hãi trên khuôn mặt cậu bé này. Magyu trong khoảnh khắc ghi bàn duy nhất giúp Barcelona thắng Athletic Bilbao 1-0.